Đó luôn. Đó rồi. Mình trở lại cái kinh trở lại cái kinh Parilay á, kinh Parilay á. Ôn lại kinh Parilay á một chút. Kinh Parilay giáo một chút. Các vị còn nhớ ba cái loại trí hôm trước không ạ? Cái trí thứ nhất gọi là nha ta, chữ nha anh ngờ cái dấu trên ha, nha ta pari nha, tức là cái hiểu biết về danh sách. Danh là gì? Sắc là gì? Do đâu mà có? Cái trí thứ hai nó gọi là tira nè nha, tức là trí biết rõ danh sách. Không lìa tam tướng. Tam tướng chính là danh sách. Rồi cái thứ ba nữa là Pahana Parinya, tức là cái sự chấm dứt phiền não từ nhận thức đó. Tùy trình độ mà chấm dứt được bao nhiêu, tạm thời hay vĩnh viễn, một phần ba, một nửa hay toàn bộ. Đó, tức là tôi nhắc lại một lần nữa là cái biết của mình ấy, về cái danh sắc. Danh sắc tức là một cái từ chuyên môn của Phật học, ám chỉ do toàn bộ cái vũ trụ này. Danh tức là tất cả cái gì thuộc về tinh thần ha, mà sắc là tất cả cái gì thuộc về vật chất, gọi chung là danh sắc. Nghe thì nó đơn giản, thật ra nó bao trùm vũ trụ. Tức là lấy cái danh sắc ra thì vũ trụ này không còn gì hết, từ đất đá cây cỏ sông núi không còn gì hết. Thì vì đó cái biết của mình, cái biết của mình mà về danh sắc là cái biết vay mượn. Mình khổ quá mình tìm đến cái Phật pháp, thì trong kinh ý mà đủ để thay đổi cái con người của mình bằng cách đó là hạn chế hay là chấm dứt phiền não đó, thì có lẽ phải xét lại. Tôi đã nói rất là nhiều lần, rất nhiều lần là cũng một cái chuyện làm cho mình phiền, mà nó có hai cách để cho mình hết phiền. Cách một á là cách tạm thời, cách tạm thời. Thí dụ như là tôi có lời qua tiếng lại với ai đó, rồi quý vị tới quý vị là can gián, quý vị mới là giải thích. Nói ông đó ổng bực thì nói vậy thôi, chứ còn ổng thương sư lắm, thí dụ như vậy. Thì từ cái hoặc là ông đó thấy ông vậy chứ ổng bị tâm thần, ông có cơn rồi, khi cơn không lên thì ai ma má
nói để mà an ủi để làm cho tôi xoa dịu bớt bớt giận. Cái đó nó chỉ là cái biết tương đối thôi, phải tới một ngày nào đó mà chính mắt tôi thấy ổng thì lúc đó tôi mới biết à thì ra ông này ổng khùng thiệt à, mạng của ổng ví dụ như vậy, phải tận mắt nhìn thấy cái đó tôi biết à ông này thì ra ổng không có ác ý. Các vị có nghe kịp không? Alo. Còn tất cả những cái lời mà giải thích gì đó của các vị đó nó mang một cái ý nghĩa rất là, nó có mang một tác dụng rất là yếu, rất là nhỏ, rất là nhỏ, rất là nhỏ. Hoặc bởi vì bản thân tôi cũng vậy, bản thân tôi các vị nghe đồn là tôi nặng lời quý vị, tôi chửi quý vị tùm lum hết. Bây giờ muốn cho mà hết giận đó thì quý vị phải có một cái bằng chứng nào đó nó thật là xác đáng à, thật là xác đáng thì quý vị mới bỏ được cái giận đối với tôi. Chứ còn mà người cứ thôi giận ông sư làm gì ví dụ như vậy thì những cái lời khuyên mà lơ mơ kiểu đó, đó là nó không có tác dụng bao nhiêu hết á. Cũng vậy, cái nhận thức của mình đối với cái cuộc đời này nói chung, rồi đối với bản thân mình nói riêng, cái nhận thức của mình đối với cái danh sắc bên ngoài hay bên trong của mình, những nhận thức đó mình học cho biết vậy thôi. Chứ còn mà tôi nghĩ đó là chỉ có một người trên đời này mà có thể thấm thía được kinh Phật để rồi giảm bớt hoặc là trừ diệt phiền não, đó là hành giả tứ niệm xứ, chỉ có cái người đó thôi. Chứ còn mà mình chỉ học suông mỗi ngày thì lẽ trong tuần mình vô đây mình ngồi nghe một chút vậy, hoặc là lâu lâu mình nghe nó đâu có thuyết pháp có đạo tràng tới mình nghe nè, cái này buồn nè, cái này thiện nè, cái này bất thiện nè, phải sống như vậy đó, triền miên suốt gọi là nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm, thì từ từ mình mới một sẽ có một ngày mình mới ngộ ra được à thì ra mình là đồ lắp ráp. Chứ còn mà chỉ nghe thôi mà không có thực tập á thì 1.000 tỷ kiếp như nữa nó cũng không đi tới đâu. Đây là lý do tại sao tôi phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần là ba cái thứ trí này. Cái trí thứ nhất là cái trí nhận thức về danh sắc, cái trí thứ hai là cái trí thứ nhất là biết rõ danh sắc là cái gì, biết chia chẻ nó, biết nó từ đâu nó có, thì cái bài kinh Bili Lay Giá này Đức Phật ngài có dạy cho đó. Dạy rõ, rất là rõ cho đó. Ở đây ngài không có xài chữ danh sắc mà ngài xài chỉ xài cái khái niệm năm uẩn nhé, xài khái niệm năm uẩn. Đoạn 13, đoạn 13 nhé, đoạn 13 cho tới 16, đoạn 13 cho tới 16. Này các tỳ kheo, thấy như thế nào thì lậu hoặc mới là chấm dứt, mới là được đoạn tận lập tức. Ở đây kẻ phàm vô văn phàm phu á, kẻ vô văn phàm phu á, nhìn cái sắc uẩn á, như là nhìn vào chính mình, tức là nhìn từng ngón tay á, nhìn từng ngón tay, nhìn từng sợi tóc á, nhìn cái mặt của mình trong gương, để ý cái màu da của mình nhìn toàn bộ cái gì thuộc về vật chất, nhìn xe cộ nhà đất thì mình nhìn đó như là mình nhìn về về một cái gì đó liên hệ tới mình, trực tiếp liên hệ tới mình, trực tiếp quan hệ với mình, đây là tôi nè, đây là của tôi, nhìn nhìn cái vật chất thì nghĩ như vậy. Rồi tất đối với tất cả những gì thuộc về tinh thần gồm có thọ nè, tức là những cái cảm xúc của mình ha, cảm xúc dễ chịu khó chịu buồn vui á, tưởng tức là tất cả những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình á, những cái hồi ức của mình á, kinh nghiệm kiến thức ở. Còn hành tức là cái thiện cái bất thiện của mình, còn thức tức là cái biết của 6 căn. Thì đối với một cái người phàm phu không có tu tập, không có học hỏi chánh pháp, thì khi mà nhìn ngắm mấy cái này nè thì mình nhìn ngắm từ cái góc độ tôi và của tôi, và với một cái nhận thức như vậy đó thì đời đời không cách nào thoát khổ được hết. Thí dụ như tại sao mình thích nghe nhạc là tại vì cái bản nhạc đó nó đánh động, nó khơi gợi lại cho mình một cái kỷ niệm, nó mở ra cho mình những liên tưởng, những suy diễn,
những mơ mộng nào đó, mình mới thích cái tiếng nhạc đó, mới thích cái lời thơ đó, cái đó gọi là mình đam mê ở trong cái thọ sắc quẩn. Thì cái âm thanh đó nó là thuộc về sắc pháp mà, thuộc về vật chất, và mình nhớ rằng mỗi lần mình nghe cái đó mình vui. Bây giờ mình thích, mình muốn cái vui đó nó có trở lại, thì như vậy lúc bây giờ mình bị đam mê ở trong trong danh sắc, tức là mình đam mê trong cái âm thanh đó. Còn cái danh tức là mình nhớ lại cái cảm xúc đó, là mình nhớ lại cái những cái chuyện cũ mình thích, nhớ lại cái cảm xúc là một cái đêm mưa nào đó mình uống một ly cà phê rồi mình nghe một cái bài thơ. Thì nên nói chung là cả đời này của mình cứ quẩn quanh trong hai thứ đam mê, đó là đam mê trong danh và sắc. Thì Đức Phật dạy rằng với một cái người như vậy đó thì không thể nào thoát khổ, vì đó trong khi đó là lẽ ra mình phải hiểu rằng đời sống này đó chỉ gồm danh và sắc, chỉ gồm danh sắc, mà cái quá trình tồn tại của chúng chỉ dựa ở trên luật nhân quả. Danh sắc đời này á, là quả của tham ái trong danh sắc đời trước. Sáu căn đời này đó có được từ tham ái trong sáu trần đời trước. Nếu bây giờ mà tiếp tục thích sáu trần thì tương lai sẽ tiếp tục có sáu căn. Người phước ít ấy, thì sáu căn biết toàn cảnh bất toại. Người mà phước nhiều á thì nếm trải sáu cảnh trần như ý. Và dù cảnh trần bất toại hay sanh tử này, cái sự hiện hữu của mình nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn. Cho dù mình là giáo hoàng hay là tổng thống Mỹ hay là một hay là thủ tướng Anh hay là một người vô gia cư, một cô gái điếm, một anh ăn mày, một anh chàng du đãng, một ông thầy tu linh mục, thì tất cả đều là cái sự hiện hữu của mình chỉ là sự hiện hữu của sáu căn thôi. Đó. Mà cái người có phước nhiều á thì cái sáu căn của họ nó biết được sáu cái cảnh trần như ý. Thí dụ như mình thấy như ông Bill Gates, ông giàu, hoặc là ông Lý Gia Thành của Hồng Kông, ông giàu có bạc tỷ trong tay, thì chiếc xe ông đi cũng chiếc xe như ý, cái máy bay ông đi cũng máy bay như ý, cái món ăn của họ nó cũng là món ăn như ý, cái đôi giày, đôi dép, cái áo, mắt kiếng, đồng hồ, cái cà vạt của ông thì tất cả đều là như ý. Nhưng mà rồi thì sao? Rồi thì sao? Nói chuyện xa là 90 tuổi không còn biết gì nữa hết, không còn hưởng thụ gì được nữa. Còn nói chuyện gần thì quý vị có ngồi trên chiếc xe sang bao giờ chưa? Quý vị có mặc một cái áo như ý chưa? Lúc mình mặc vô rồi mình để ý đi, trong suốt thời gian mình mặc cái áo đó, cái hạnh phúc mà do cái áo đó đem lại được bao nhiêu phần trăm thời gian? Cái đồng hồ Rolex bằng vàng, bằng platinum mấy chục ngàn đô la, mình đeo vô trong tay đi rồi mình để ý một chút, mình sẽ thấy
cái hạnh phúc mà do mấy cái đồ quỷ này nó đem lại cho mình nó được bao nhiêu phần trăm thời gian mà mình sử dụng đó, có thấy cái đó mới thấy nản nha. Và trong khi vì những món đồ đắt tiền này nó mình làm trâu làm ngựa để mà mình cày xới một đời vung xới nỗi buồn nè, để mà có nó một cái thời có nó xong rồi đó, cái niềm vui mà nó đem lại cho mình nó được bao nhiêu phần trăm thời gian. Đây là tôi đang nói về những người có phước. Còn những người vô phước thì sao? Họ phải ăn những thứ mà họ không muốn, họ phải mặc những thứ mà họ không muốn, họ phải ngồi trên một cái chiếc xe mà họ không muốn, họ phải sống trong một cái căn nhà mà họ không muốn, họ phải có mặt ở trong một cái khu dân cư mà họ không muốn, họ phải gặp gỡ những người mà họ không muốn, vân vân và vân vân, toàn là những thứ mà họ không muốn. Các vị nghe rõ không ta? Có nghĩa rằng thì là đó, do tham ái trong sáu trần mình mới có sáu căn. Mà trong khi đó nó từ cái chỗ có sáu căn nó mới nảy ra một tỷ vấn đề, đó là phước nhiều á thì sáu căn bước biết được cảnh như ý, còn mà phước ít á, thì sáu căn biết cảnh bất toại, khổ như vậy đó. Mà giàu cho như ý hay là bất toại đó, nếu nhìn kỹ nó đó, tôi bởi vì bà học tôi nhớ tôi có nói muốn tu hành ngon lành đó thì phải phải sao ta, phải xem lại hạnh phúc và đau khổ là gì. Hạnh phúc là có được cái mình thích, đau khổ là chịu đựng cái mình ghét. À, nó, đời sống là nó khổ rồi đó, cả đời mình nó mình đi tìm. À, mà ghét hay thích chỉ là cái cảm giác nhất thời do ba nhân tạo. Còn nhớ này không ta? Alo. Cho nên đến đây đó là ngài dạy rằng đó là phải thấy rõ danh là gì, sắc là gì, thấy rõ danh ở đâu nó có, sắc ở đâu nó có. Danh ở đây là danh quẩn á, còn sắc ở đây là sắc quẩn. Danh ở đây là danh quẩn mà sắc ở đây là sắc quẩn. Thì các vị còn nhớ cái nhân tạo ra sắc quẩn có nhiều cách nói, nhưng ở đây ta thường thấy Đức Phật dạy là đoàn thực, thức ăn, thức uống ở còn thọ quẩn á, tức các cái feeling thì do cái gì ta, do xúc mà có. Do sáu xúc mà có. Sáu xúc là gì? Sáu xúc là cái sự tiếp cận sáu cảnh trần qua sáu căn. Sáu cảnh trần qua sáu căn. Có nghĩa là con mắt của mình thấy cái này, tai mình nghe cái này. Và tôi nói rất là nhiều lần, nghe tôi nói rất là nhiều lần, tôi phải tôi nói mà tôi nhắc là trong kinh đó. Đức Phật ngài dạy rằng là mình ngài giả định như có một cái chuồng nhốt sáu cái loài thú, sáu loài động vật. Thì cái con cá đó thì nó có khuynh hướng là nó đi tìm về nước, con chim đó, nó có khuynh hướng nó bay lên trời, chồn cáo thì nó có khuynh hướng là nó tìm về hang hóc,
Còn rắn rít thì nó có khuynh hướng nó đi tìm về đất chỗ ẩn nấp. Lập tức khi mà quý vị nhốt chung với ông này, nó bị mở cửa ra đó, thì quý vị hiểu cầm là cái con cá mà nó nếu nó chưa kịp chết thì nó cái khuynh hướng nó là nó đi tìm nước. Và cái con chim nó khuynh hướng là nó bay về trời. Để nó bay về đi đâu đó, về rừng, về núi gì đó mình không có nói, mình chỉ nói là con chim nó khuynh hướng nó bay lên. Mà con cá, con rắn, con chim, con chuột đó, thì nó đi tìm về những cái chỗ ẩn nấp thích hợp với nó. Cũng vậy, sáu căn của mình nó luôn luôn ở trong một cái tình trạng là đi đi tìm cái đi tìm kiếm cái chỗ dựa. Con mắt nó luôn luôn ở trong cái tình trạng nó đi kiếm cái gì đó để nó nhìn. Cái vị thử đi, chứ đừng có ngồi đó mà trầm mền mà nghe nói, mà có vị thử đi. Cái con mắt mình nó luôn luôn nó có khuynh hướng là nó đi tìm cái gì đó để nó nhìn. Mà cái lỗ tai của mình nó luôn luôn nó đi tìm cái gì đó để nó nghe. Mũi của mình, lưỡi của mình, chứ đừng để ý mình mới thấy. Sáu căn của mình nó luôn luôn nó có đi, nó có cái khuynh hướng là nó đi tìm cái gì đó để mình nó tiếp cận. Thì cái sự tiếp cận đó nó được gọi là xúc. Từ cái chỗ mà sáu căn mà nó tiếp sáu trần á, nó mới nảy ra sáu xúc, có nghĩa là cái cảm nhận từ cảnh sắc, cái cảm nhận từ cái cảnh thinh, cái cảm nhận cái cảm giác á, từ cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh từ xúc nó mới là đi ra ra cái thọ. Từ xúc mà nó đi ra tưởng, từ xúc mà nó đi ra tưởng, tức là từ cái chuyện mà sáu 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 xúc là mà nó đi tiếp xúc với sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, nó mới nảy ra nó là cảm xúc, nó mới nảy ra những cái mình gọi là kiến thức, tức là tưởng quẩn đó. Tức là biết là đây là hình tròn, hình vuông, màu xanh, màu trắng, biết đây là chiếc xe chứ không phải cái đồng hồ, biết đây là cái dĩa chứ không phải là cái con dao, biết đây là ông A chứ không phải là bà B. Đó là tưởng quẩn. Còn hành quẩn tức là từ cái chỗ tiếp xúc nó mới có thiện có ác. Còn bản thân cái biết đó, cái biết của mắt của mũi đó là thức quẩn, nhớ nha, nhớ chỗ này. Và tôi ôm lại một chuyện tôi đã nói 3.000 lần, đó là có nhiều cách nối, có nhiều cách nói về công phu tu hành, nói tu là giải quyết sáu thọ cũng đúng, sáu xúc cũng đúng, sáu căn cũng đúng, sáu tưởng cũng đúng, nó là sáu hành á cũng đúng. Nói tu bát chánh đạo thất giác chi tứ niệm xứ rồi cái gì nữa coi, rồi tam học đều đúng. Các vị có biết tại sao mà đều đúng hết? Tu tam học có nghĩa là mình tu giới định tuệ. Giới tức là các vị biết rồi, tức là giới nó nghĩa mà nghĩa hẹp á, thì nó là chính là mấy mấy trăm giới, mấy trăm giới của tăng ni. Còn giới nghĩa nghĩa rộng đó, tức là tất cả những cái gì bậy bạ về thân, về khẩu, về ý mà mình có cái lòng ngăn tránh thì cái đó được gọi là giới. Còn định tức là ba loại định, tức là sát na định, cận định và kiên cố định. Còn tuệ tức là cái khả năng mà ghi nhận, hiểu biết, phân tích về danh sắc, thấy rõ danh là gì, sắc là gì, tam tướng ra làm sao, thì đó gọi là tuệ ha. Gọi là tuệ đó là tu tụi mình tu tập về tam học, tu tập cái hành trình đi đến giải thoát đó là tu tâm tam học. Rồi bát chánh đạo tôi đã giải thích rồi, nói rằng tu tập tam học cũng đúng, mà nói là tu tập thất giác chi tôi đã giải thích rồi nha, cái này giải thích rồi cũng đúng, mà nói tu tập bát chánh đạo cũng đúng.
Rồi bây giờ nó trong kinh nói rằng tu tập đó, tức là mình giải quyết sáu xúc sáu thọ cũng đúng. Biết cái này tôi giảng chưa? Cái này các vị có nghe chưa? Tu tập nghĩa là mình không còn giới định tuệ hết, giải quyết sáu xúc thì cũng đúng. Ví dụ như bây giờ lẽ ra tôi đi quán bar nè, tôi nhảy đầm nè, tôi đi casino, tôi đánh bài nè, tôi đi câu cá nè, mà bây giờ tôi không có như vậy, tôi giờ tôi ngồi ở trong rừng, trong gốc cây, trong phòng riêng tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở, thì như vậy có nghĩa là tôi không có để cho con mắt của tôi nó đi tìm cái nhãn xúc, lỗ tai tôi đi tìm cái nhĩ xúc, thấy chưa? À, đó gọi là tu xúc. Còn tu thọ là sao? Tu thọ là ngày xưa nó phải có cái đó tôi mới vui, phải có cái đó tôi mới thấy hoan hỷ, còn không có cái đó là tôi buồn. Mà cái đó là cái gì? Là ăn nhậu, là bài bạc, là gái gú, là nhảy đầm, là bạn bè đàn đúm tụ năm tụ ba, nói láo nói dóc đâm thọc chia rẽ lung tung. Nhưng bây giờ những cái đó nó không phải là niềm vui tôi nữa, mà niềm vui của tôi bây giờ đó là nó có được từ cái đời sống chánh niệm. Thì như vậy là mình tu về sáu thọ rồi. Còn tu về sáu tưởng là sao? Không bao giờ sáu trần, bác xin được lỗi, không bao giờ sáu căn, biết sáu trần mà không có tưởng, chuyện đó không bao giờ có. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tôi nghe mình biết đây là hình tròn chứ phải hình vuông thì đó là tưởng rồi. Rồi mình biết đây là màu xanh chứ phải màu tím, mình biết cái đây là cái nhà chứ phải cái xe, cái đây là cái thùng rác chứ không phải là cái nồi cơm. Thì cái biết này đó nó chính là một khía, nó chính là cái khía cạnh tưởng quẩn đó. Còn cái hành quẩn có nghĩa là trước giờ là mình cứ chạy theo cái mình thích, mình né cái mình ghét. Còn bây giờ đó là mọi thứ nó diễn ra như là những cọng rác trôi sông, mình đứng trên bờ mình chỉ nhìn một cách khách quan, biết đây là cái cùi bắp, biết đây là cái vỏ chuối, biết đây là miếng lá gói bánh, biết đây là cái tờ giấy, biết đây là cái hoa, biết đây là cái xác thú vật nó chết trôi, vân vân. Chỉ quan sát vậy thôi. Thì lúc bây giờ đó là như vậy là tu, vậy là tu hành quẩn rồi. À, như vậy thì mình tu 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 ở đây có nghĩa là mình giải quyết cái vấn đề gọi là sáu xúc cũng đúng, mà sáu thọ cũng đúng, mà mình tu hành có nghĩa là mình giải quyết sáu tưởng cũng đúng, mình tu hành tức là mình giải quyết sáu tư, tư tức là tâm sở tư, sáu tâm sở tư có nghĩa là tư trong lúc nhìn, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng cũng đúng. Nhớ nha, cái này nhớ nha, cái đó phải nhớ. Và Đức Phật ngài dạy rằng toàn bộ đời sống này nó chỉ là danh với sắc, toàn bộ đời sống này nó chỉ là cái quá trình ghép nối của nhân và quả, toàn bộ đời sống này nó chỉ là cái sự hiện hữu của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy phải nhìn ngắm năm uẩn qua cái khía cạnh nhân quả, qua cái khía cạnh tam tướng như vậy đó, rồi nhìn rõ thấy rõ sắc là gì, thọ tưởng hành thức là gì, và cái duyên khởi của nó là gì, và nói chung lại thấy rõ năm uẩn là gì, từ đâu có, và đều nằm trong tam tướng. Thấy được như vậy mới có thể chấm dứt phiền não. Các vị nghe kịp chưa? Thấy được như vậy, cho nên nhớ nha, các vị sẽ xài hoài trong suốt cái thời gian mà nghe giảng kinh tạng chưa hết. Ông nói về về sáu 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 thọ trong bài kinh này, không phải kinh này, mà trong tất cả những bài kinh mà mình sẽ học sắp tới, và trong toàn bộ đời sống tu tập của mình. Và tôi nhắc lại một lần nữa, Phật pháp không phải là cái mà mình biết được thì tốt, mà Phật pháp là điều mà mình phải biết, là bởi vì chính cái biết Phật pháp nó thay đổi cái nhận thức của mình trong đời sống. Và tôi xin bảo đảm 1000% là hai cái chữ nhận thức đời sống đó, cái chữ nhận thức nó quan trọng lắm. Mình có ngồi trên đống kim cương rồi nữa mà cái nhận thức mình về đời sống nó nghèo nàn, nó có vấn đề, thì cái đống kim cương kia nó không có khả năng đem lại cho mình sự an lạc, chưa nói là sự an tâm khi mà mình đối diện với cái chết. Thì mới sáng nay trước khi vào giảng cái room kinh tạng thì tôi cũng liếc sơ thời sự một chút, thì tôi thấy coi như toàn là cái tin buồn không. Cái cô Lương Tịnh Văn mà MC của
đài truyền hình Hồng Kông đó mới có trẻ thôi, mới mấy chục tuổi rồi, ví sanh năm mấy tôi quên rồi. Mà trẻ mang nhỏ hơn tôi, nhỏ hơn tôi nhiều á. Rồi mới bên mới này qua là cũng sốc, cũng buồn, cũng bị stress gì đó, rồi cái cô lấy than, có đốt than ở trong phòng đó để mà cô chết, chết bằng cách đốt than, chết bằng cái khí carbonic monoxide đó. Ừ. Chết chết ngắt. Cho nên nó làm cái chuyện đó nó không có đáng. Các vị sẽ thắc mắc tại sao tôi không sư, tôi đi giảng kinh mà tại sao tôi coi mấy cái đó. Tại vì tôi sống trong thời đại này, tôi chủ trương là mỗi ngày mình cũng liếc mắt thời sự một chút, về chính trị, về tôn giáo, về văn hóa, về xã hội một chút, để mình biết có cái khái niệm mình đang sống ở đâu, thế giới nó đang đi về đâu. Nhưng bên cạnh đó cái này mới quan trọng, từ góc độ của một người học Phật pháp, mình những cái tin tức đó nó hung đúc, nó kích thích, nó trưởng dưỡng, nó nuôi lớn những cái nhận thức của mình về cuộc đời. Các vị nhớ nha, những nhận thức về cuộc đời mà ngắn thôi, một ngày chỉ dành một ít thời gian thôi, một ít thời gian thôi, chứ còn mình sống mà mình mù tịt đó thì không được. Có những vị cực đoan cho rằng tôi tu hành tôi mới cần biết gì hết, đúng, nói gì là đúng, nhưng mà với điều kiện là anh sống ở trong, anh phải dứt khoát, anh phải bảo đảm tôi là anh cắt đứt 100% quan hệ với thế giới xung quanh, anh vào thiền viện, anh lên rừng vô núi thì không nói, nhưng mà nếu mà anh còn ở ngoài này, anh còn phải đi xe lửa, xe bus, anh còn phải nấu ăn, anh còn phải tiếp xúc với người này người kia, thì một ngày cũng phải có vài phút thời sự, nó cũng có cái lợi cho mình. Chứ cái kẹt nhất là mình sống trong năm 2015 mà mình trong đầu mình biết toàn là cái chuyện mà 1961 thì mà lắm. Vậy rồi bây giờ tiếp theo đó là mình học về cái kinh Trăng Rằm. Ừ. Kinh Trăng Rằm ở trong chú giải đó, chú giải đó trong sớ giải của kinh Tương Ưng ấy cho mình biết một chuyện, đó là tất cả những bài kinh ở trong cái phẩm mà đáng được ăn này nè, sớ giải nói mỗi bài kinh trong phẩm này sau khi kết thúc đều có 500 tỷ kheo chứng quả La Hán. Nhớ nha, để mình học, mình học cái đúng rồi, đây là bài cuối cùng của cái phẩm này, bài kinh kinh Trăng Rằm đó. Thì sớ giải nói đó, thì mỗi bài kinh trong phẩm này sau khi mà kết thúc đều có 500 tỷ kheo chứng La Hán. Bây giờ mình học đến bài kinh cuối cùng của phẩm này, đó là bài kinh Trăng Rằm. Cũng vậy, bài kinh này sau khi giảng xong thì cũng có 500, cũng có 500 500 vị tỷ kheo chứng quả La Hán. Các vị có thấy hay không, cái đoạn ba, đoạn số 3 đó, alo rồi, đúng rồi đó, đúng rồi. Tôi rất là cảm ơn các vị, khi người ta nói thì cái mình boss lên như vậy cho nó sáng sủa hả. Phẩm số 8 là phẩm những gì đáng được ăn. Đúng rồi đó. Thì nguyên cái phẩm này từng bài kinh sau khi mà Đức Phật giảng xong nó thì đều có 500 tỷ kheo chứng quả La Hán. Và chúng ta phải biết rằng thời Đức Phật đó, hả, thời Đức Phật đó, cái chuyện mà chư tăng mà chứng quả nó là chuyện rất là bình thường. Mà có nhiều người hỏi tôi tại sao nó dễ quá vậy, dễ đắt hơn bây giờ, thì tôi nhớ tôi trả lời thế này, nó có tới 800 lý do. Thứ nhất, cái người mà có duyên mà gặp Phật trực tiếp đó, là cái người đó họ đã tu coi như 800 ngàn kiếp rồi nha, chứ không phải lơ mơ, mà đã vậy còn xuất gia nữa chứ, gặp Phật mà còn được xuất gia, được gặp gỡ, được lắng nghe âm thanh, nhìn ngắm hảo tướng của Ngài trong mỗi bữa đó, thì hỏi với cái người đó đâu phải là người tầm thường. Thứ hai, Đức Thế Tôn thấy rõ mỗi cái căn cơ sở tánh của từng người trước mặt Ngài, cái người này nè phải nghe cái gì, cái phước này nó không có nhỏ, cái người nào mà được được nghe Ngài dạy đó, thì cái người đó họ là cái phước họ lớn lắm. Bây giờ mấy vị ngồi trước mặt Ngài, Ngài biết rõ điều phải nói về năm uẩn hết,
Nhưng có trường hợp ví dụ như 500 vị này ngài dùng một cách nói thôi là xong, nhưng có trường hợp trong 500 vị này nó có lọt ra 4 vị cũng thích, cũng có cái căn duyên đắc quả bằng cái đề tài năm uẩn, nhưng mà đối với mấy vị này ngài có cái cách nói riêng. Không biết các vị có còn nhớ chuyện này hay không, đó là cũng hoa hồng thực dược cẩm chướng la dơi, nhưng mà khi nó được chưng ở trong cái bình như thế này cái lá mà đi kèm với nó là cái lá gì và mình nhìn thấy nó trong cái hoàn cảnh nào thì ở mỗi mỗi khác nhau. Các vị có đồng ý chuyện này không? Các vị có đồng ý chuyện này không? Cũng là những hoa hồng đó, nhưng mà cái bình á, cái bình đó cao thấp, cái lá mà đi kèm với nó là cái lá gì hả? Cái lá mà đi kèm với nó thì hoa hồng nó đâu điên, mình phải chưng với lá chứ. Tôi từng thấy người ta chưng hoa hồng mà người ta kèm lá dừa nữa, các vị có thấy không? Nó đẹp lộng lẫy. Rồi có người thì họ lấy cái lá thiên tế họ nhét vô, có người họ lấy lá khóm, lá thơm á, họ cho nó đi chung, nó cũng ngộ lắm, ngộ lắm. Thì ở đây năm uẩn cũng vậy, cũng là năm uẩn thôi, nhưng mà nó, ở mỗi người Đức Phật có một cách nói khác một chút, cách nói khác một chút, và trong một cái điều kiện đặc biệt nào đó, ví dụ như có những vị đó, sau cái cơn mưa họ nghe pháp họ thấy thoải mái hơn, có những vị đó họ nhìn thấy cái trăng rằm mà nó treo trên đầu núi, nhìn thấy trăng mà xuyên qua cái rừng cây mà gió đêm nó thổi mơn man như vậy đó, trong cái bối cảnh đó đó họ nghe họ nó mau đắc hơn, nó lạ như vậy đó. Trong bối cảnh đó, đó rồi cái những cái hình ảnh ví dụ của Đức Phật, rồi cộng với cái tình trạng tâm sinh lý, cái cảm xúc của họ lúc đó nữa, thì nó mới là cho họ một cái điều, một cái tâm cảnh, thì cái bối cảnh tâm lý thích hợp, đặc biệt như vậy. Đây là những cái điều mà mình nên nên ghi nhận, để mà mình thấy rằng à, thì ra nhiều khi mình tu tập tứ niệm xứ, mình sẽ có lúc mình chánh niệm mà không có tập trung, tại sao có lúc mình tu tập mà chánh niệm mà mình không thấy an lạc, là mình phải rà soát lại xem coi mình đang bị trục trặc cái gì, về sức khỏe, về vấn đề vệ sinh phòng ốc, hay là về cái nhiệt độ bên ngoài có nóng quá có lạnh quá hay không, có cái mùi vị, có cái mùi và có cái ánh sáng, có cái âm thanh nào làm phiền mình hay không, vân vân. Những cái này nó rất là cần nha, mình biết để mình né những gì hết. Nhưng khi mình tu mình bực quá, cuối cùng mình tìm ra được lý do rất đơn giản là mình đi tắm cái nó hết, tắm cái nó khỏe nha. Thì ở trong đây mới giải thích rằng các vị xem là cái đoạn số 3. Có một vị tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy đáp y và hướng đến Thế Tôn, bạch Thế Tôn, công hỏi Thế Tôn một vấn đề. Rồi cái Đức Phật trả lời: này tỳ kheo, hãy ngồi tại chỗ và hỏi theo ý ông muốn. Có thấy hay không? Có thấy đoạn số 3 hay không? Thì sớ giải nói rằng vị tỳ kheo này là sư phụ của 500 vị tỳ kheo khác. Đó, là sư phụ của 500 vị tỳ kheo khác cũng đang có mặt trong cái pháp hội. Nè, cũng đang có mặt trong cái pháp hội đó. Và trong sớ giải mới nói một cái điều rất là thú vị. Nếu mà ông sư phụ á mà ông đứng mà ông hỏi, ông đứng đứng trước mặt Thế Tôn, ông hỏi họ hỏi, hỏi pháp á, mà xá chê tê phích khu ni si đành tí, nếu sư phụ đứng hỏi mà học trò vẫn tiếp tục ngồi thì sao, thì sát tha rí ga ra văn ca tăng hồ tí, thì các vị đó làm như vậy đó là có lòng tôn kính là Đức Phật, nhưng mà a chê rí dê ga ra văn lại thất kính đối với sư phụ của mình. Mà sát chê ốt tá hành thì nếu mà sư phụ đứng mà mình cũng đứng theo á, thì a chê rí dê ga ra văn ca tăng hồ tí, như vậy là mình đã bày tỏ cái lòng tôn kính với sư phụ của mình. Nhưng mà sát tới sát tới a ga ra văn, nhưng mà đối với bậc độ sư thì đó là một trước mặt ngài mà mình cứ theo sư phụ mình như vậy thì mình bất kính với Đức Phật. Ý tí ni sanh chích tấn đê cắt căn phá quyết sạch tỷ đi sẽ năng sắm ba tiết chung nó sắc khí sanh tí. Mà nếu mà mình ở vào một cái hoàn cảnh bất kính ở Đức Phật hay là bất kính sư phụ của mình thì cái tâm mình thì sao, nó à ni cắt găng và quyết sạch tí, nó không có tập trung được.
mà nếu không tập trung được thì sao? Thì đề sát năng sâm và tích chi tôn sát khí sát tí, không có cái khả năng tiếp thu được cái pháp thoại, nó kẹt như vậy. Cho nên Đức Phật thấy rõ được cái sự hoang mang của các vị tỳ kheo, của 500 vị tỳ kheo. Ngài thấy mấy vị tỳ kheo này nhìn sư phụ đứng, sư phụ bây giờ sư phụ đứng, sư phụ hỏi đạo nhưng mà kẹt cho mình quá, bây giờ mình đứng lên á thì coi như mình chỉ kể sư phụ, mình không kể gì Thế Tôn hết đó. Đây 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 đây, đúng đúng cái câu này, cái câu giọt mưa cuối mùa giờ ghi nè: imasse chapanavakase ekakasmin sutte pañcasatta pañcasatta vikvara tăng patati, tức là trong mỗi mỗi bài kinh của cái phẩm này nè, thì pañcasatta nhắc là 2 lần ấy, vikvara tăng patati có 500 chỉ kêu chứng là hồi nãy tôi nói đó. Bây giờ tự nhiên cái người này họ họ tách riêng cái câu này ra nha. Hay quá. Pañcasatta pañcasatta là 2 lần, nhắc lại 2 lần, 500 500 cứ như là trong mỗi mỗi chữ ekakasmin cũng nhắc lại 2 lần chữ ek là ekakasmin xuất thế, tức là trong mỗi mỗi bài kinh thì đều có 500 tỷ kheo chứng quả là. Đúng rồi, cảm ơn. Mà tôi đang nghi ngờ cái thân thế và sự nghiệp của cái nhân vật mà giọng mùa cuối mùa, không biết là cái này là tăng ni hay là tăng hay là ni nam hay là nữ, mà sao vậy, sao mà có thể trích từng khúc, cái này là trích kiểu dân nhà nghe đó, trích này là trích dân nhà nghe đó nha, lạ, rất là lạ, rất là lạ, trích như vậy là dân nhà nghe, dân có nghề, coi như là cái rim này cũng là ngoại hổ tàng long nha. Ngoại hổ tàng long. Ok, khi mà Đức Thế Tôn nhìn thấy cái tâm trạng mà phân vân của 500 tỷ kheo, mấy vị này cứ nhấp nhổm không biết nên ngồi hay nên đứng, cho nên Đức Thế Tôn mới nói, Đức Thế Tôn mới nói đây này: tỷ kheo hãy ngồi tại chỗ đi, và muốn cái gì thì hỏi. Cái vị mới trả lời: thưa vâng bạch Thế Tôn. Thế là bắt đầu hỏi, thì nào hỏi thì hỏi. Mình có đọc mấy cái này nè, mình đọc mấy cái này mình mới thấy là chú giải là quan trọng. Những cái đoạn nhỏ xíu xíu vậy đó là trong chú giải người ta nói cho mình biết những cái chuyện mà mình không có ngờ được. Đấy, cái câu thứ nhất: bạch Thế Tôn, giờ con nghe nói năm thủ quẩn là đây nè, có đúng hay không? Còn nói đúng, đúng rồi, năm có năm thủ quẩn, đúng rồi, sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, đúng rồi, đúng đúng nói đúng, thì ngài xác nhận cho biết. Tại vì và trong kinh nói rằng là vị này không phải là không biết nha, mà vị này là mơ nhớ về cái chuyện này quan trọng nè. Thời đó không có kinh điển nguyên thủy, mà thời đó không có chữ viết nha, cho nên toàn bộ những cái gì gọi là giáo lý hay là Phật pháp mà chư tăng ni Phật tử mà học hỏi biết được là toàn là qua cái lỗ tai không à. Còn mình bữa nay là sách in có, rồi internet có, thì mình nghĩ ủa tại sao mà có 500 đệ tử như vậy mà đi hỏi những câu rất căn bản này, là bởi vì vị này muốn một phần là mở cái câu mà câu gọi là câu câu mở đầu đó là đơn giản như vậy đó, nhưng mà mục đích vị này đó là một là để bà hiểu sâu vô một số vấn đề, thứ hai là cho các đệ tử được nghe, mà vị này nghi ngờ là cái những chỗ này đệ tử không không thông. Cho nên là vị đó mới hỏi. Trước hết là phải xác định Bạch Thế Tôn có phải như vậy không, có phải năm 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 uẩn này còn được gọi là năm tu uẩn hay không. Sở dĩ được gọi là năm tu uẩn là bởi vì chúng bị năm uẩn này được gọi là năm tu uẩn, là được gọi như vậy là bởi vì nhắm đến trường hợp năm uẩn bị ghi nhận, bị nhìn ngắm, bị quan sát từ cái góc độ chấp thủ, thì trong trường hợp đó được gọi là năm uẩn, năm thủ uẩn. Tôi ví dụ như là cũng cái món ăn đó mà mình kêu là cái món khoái khẩu đó, là bởi vì cái món đó là món món ruột của mình, cái món nó món ruột của mình. Hoặc là như Việt Nam mình có cái chữ con gái rượu, không biết các vị có nghe con gái rượu không ta? Con gái rượu có nghĩa là cái đứa con gái mà mình cưng nhất. Nó là tất cả lẽ sống, nó là buồn vui của mình, nó kêu con gái rượu, thì cũng con gái thôi mà mắc cái tiếng nhiều thêm chữ rượu ở đây, nhưng mà tao nói vậy đó, tao là tao muốn nói cái khía cạnh là rồi, hoặc là chiếc xe cưng của tôi đó, ông mượn mượn mà ông nhớ nha, ông nhớ nha, ông nhớ cẩn thận nha, đó là chiếc xe cưng của tôi đó. Rồi tiếp theo vị này mới hỏi là: bạch Thế Tôn, năm uẩn này lấy gì làm căn bản, là lấy cái gì làm nền tảng, làm gốc, là nó ở đâu nó có, nó ở đâu nó có, rồi bây giờ nó tồn tại là dựa vào cái gì? Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng: sanh ra mu la ca,
Mulaka tức là lấy dục làm gốc. Mà dục ở đây là gì ta? Dục ở đây là gì ta? Dục đây là đây mới nói rõ là tâm ha chanh đá mù là cả. Dục ở đây chính là tham ái. Dục ở đây chính là tham ái. Như hồi nãy tôi có nói rồi, do thích thú trong sáu trần nên ta mới có không, ghi câu này nhiều người mơ hồ lắm. Do đời trước thích thú trong sáu trần nên ta mới có sáu căn đời này, do đam mê trong năm uẩn đời trước nên đời này ta mới có năm uẩn. Phạm thiên vô tưởng chán danh uẩn nên chỉ có sắc uẩn, dù tạm thời trong 500 đại kiếp. Phạm thiên cõi vô sắc chán sắc uẩn nên chỉ có bốn danh uẩn, dù chỉ tạm thời trong thời gian vài chục ngàn đại kiếp. Bậc thánh sơ quả nhàm chán tất cả danh sắc nhưng chưa rốt ráo nên còn tái sinh thêm tối đa 7 kiếp. Bậc nhàm chán tuyệt đối, phải thêm tuyệt đối nữa, năm dục nên vĩnh viễn không trở lui cõi dục giới và sau đó sao ta viên tịch từ cõi phạm thiên. Rồi bậc la hán nhàm chán năm uẩn một cách triệt để nên sau khi mà tắt hơi đó không còn tái sinh. Như vậy năm uẩn lấy tham ái làm căn bản. Các vị hiểu chưa ta? Nên như vậy đó, tức là giải thích bằng cách là ghi ra từng câu vậy đó, đó lấy năm dục là căn bản này vậy. Tức là nghĩa là bây giờ mà tôi chán đời quá vì tôi muốn đắc sơ thiền đó thì sao? Thì chuyện đầu tiên là tôi phải lìa bỏ năm dục, có nghĩa là cái tham ái của tôi đó, cái tham ái tôi trong sáu trần cái gì, bây giờ tôi đối với năm trần là coi như tôi phải tạm thời tôi dẹp nó qua bên thì tôi mới về phạm thiên được. Mà phạm thiên thì nó có nhiều, phạm thiên thí dụ phạm thiên sơ thiền thì có đủ năm uẩn, nhưng mà phạm thiên ngũ thiền mà vô tưởng thì chỉ có sắc uẩn thôi, phạm thiên ngũ thiền mà vô sắc thì chỉ có cái danh uẩn thôi. Như vậy rõ ràng mình thấy cái thích của mình đó, nó có quyết định, nó có vai trò quyết định
ở trong cái cảnh giới tái sinh của mình. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cái thích của mình nó có cái vai trò quyết định rất là quan trọng. Cho nên hôm nay đó mình tu tứ niệm xứ, mình sống chánh niệm ấy, là mình hạn chế tối đa những cái thích. Bây giờ thấy chỉ là thấy, nghe biết là nghe thôi, mà cái này nó rất có lợi cho mình. Khi mà mình sống thất niệm, phiền não tha hồ xuất hiện thì cái chỗ mình đi về nó cũng rất là bất trắc, rất là bao la, chỗ nào mình đi về cũng được hết. Mà phải dĩ nhiên cái đơn vị gốc của mình là gì, là sao, là bốn cõi đọa, là cái chỗ đó là chỗ chắc ăn nhất. Khi mình sống phóng vật, khi mình sống phiền não đó, sống thất niệm, thì mình sẽ trở về cái đơn vị gốc của mình. Nhưng mà khi mà mình sống chánh niệm ấy, thì đối với sáu trần ấy, mình không có bị chìm sâu. Nếu được trong trong các dục ấy, thì cái chỗ đi của họ nó cũng đàng hoàng, nó cũng đàng hoàng. Đó là lý do tại sao mà mình tu và tu tứ niệm xứ là vậy đó. Nhớ chỗ đó. Cho nên ở đây đó là Đức Phật dạy lấy dục làm dạy là năm dục á, năm uẩn á, là lấy dục làm căn bản. Rồi vì mình cái đoạn số 6 nó hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, sự chấp thủ đó, đó là năm uẩn, là trong là năm uẩn hay là nó nằm ngoài năm uẩn? À, cái câu này cũng quan trọng. Cái sự chấp thủ đó đó là cái sự chấp thủ đó đó là chính là năm uẩn hay là nó làm cái gì khác nằm bên ngoài năm uẩn? Thì Đức Phật ngài dạy thế này, ngài không có dạy trong hay ngoài, mà ngài nói là khi nào mà mình có cái lòng chấp thủ bằng bằng cái tham ái đó, thì khi đó thủ ở khi đó đó là cái sự chấp thủ nó có mặt. Khi nào tham ái nó có mặt thì sự chấp thủ có mặt. Các vị nghe kịp không? Tức là sự chấp thủ đó, bây giờ bữa hổm tôi nói rồi, sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là tạm hiểu đi, là thân xác này. Đấy. Rồi thọ uẩn là tâm sở thọ, tưởng uẩn là tâm sở tưởng, hành uẩn là các tâm sở thiện ác, thức uẩn là cái biết của sáu thức. Thì như vậy thì theo các vị đó, khi mình có lòng đam mê, khi ta đam mê hay bất mãn trong cái gì đó thuộc tinh thần hay vật chất, cũng có nghĩa là ta đang đam mê trong năm uẩn. Đó. Sự đam mê đó là tham, là tâm sở tham trong hành uẩn. Nhìn lại, ghi chú trên đây của tôi. Thấy không? Các vị có thấy hành uẩn là tâm sở thiện ác không? Các vị có nhìn lại cái hành uẩn là tâm sở thiện ác không? Thì cái khi mà mình đam mê hay bất mãn cái gì đó thì có nghĩa là mình đang đam mê hay là bất mãn ở trong năm năm uẩn đó. Năm uẩn, mà sự đam mê nó chính là tâm sở tham ở trong hành uẩn. Cho nên vị này mới hỏi là Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, cái sự đam mê nó là năm thủ uẩn hay là nằm ngoài? Thì Đức Phật ngài không nói trong mà nói ngoài, mà nói là khi nó chỉ có khi nào mình có sự đam mê thôi, có sự đam mê bằng tha mái đó thì lúc đó nó có, còn hễ mà không có đam mê thì nó không có. Cũng giống như hỏi, giống như hỏi lửa nằm ở đâu trong
thói quen. Ta phải nói lửa không ở đâu hết, nó chỉ có khi duyên hội. À, mình nói mình ngậm điếu thuốc, mình nói cho tôi xin chút lửa, cái ông toàn tay túi quần lấy ra, rồi mình nói trời đất ơi, ông giấu lửa trong quần ông hả, ông không có thể cháy quần hôm nay sao? Thì ông sẽ trả lời như thế nào? Ông nói rằng là ở trong cái hộp quạt này không có lửa đó cũng không được, mà ông nói cái hộp quạt này có lửa cũng không được. Bởi vì nếu mà ông nói trong hộp quạt này có lửa đó thì tại sao mà ông có thể đút trong cái túi quần được? Còn nếu mà ông nói rằng trong đây không có lửa đó thì làm sao ông kia hút thuốc này? Các vị nghe kịp không ta? Alo, tại sao cười? Tại sao lại cười? Đó. Đó, cho nên á, là bây giờ là mình hỏi vậy chứ bây giờ đó là cái mình xin chút nữa mình chả móc trong túi quần ra đó. Cho nên á, là cái chuyện quan trọng ở đây là vị tỳ kheo này hỏi Bạch Thế Tôn thì chứ cái sự chấp thủ trong năm quẩn nó chính là năm quẩn, nó nằm ngoài năm quẩn, thì ngài trả lời y như cái học quẹt vậy đó. Ngài nói rằng nó không trong không ngoài, mà khi nào duyên hội thì nó có, chỉ vậy thôi, nó y chang như lửa ở trong trong ở trong cái hộp quẹt vậy đó. Các vị nhớ nha, nó giống như lửa trong cái hộp quẹt vậy đó. Duyên hội, có hiểu chữ duyên hội không? Duyên hội đây là một cái chữ, một cái từ của Phật học. Duyên hội có nghĩa là khi các cái điều kiện hội đủ, điều à, chết cha, chờ chút cho mở cửa cho thợ. Duyên hội đó thì gọi là duyên duyên hội, đây là cái chữ rất là đẹp, cái chữ này rất là đẹp nha, chữ này rất là đẹp, chữ duyên hội. Khi mà gọi là khi duyên hội đó thì sao ta, thì gọi như là cái này cái kia có mặt nha. Cho nên cái thế giới này, nên vũ trụ này là chỗ duyên hội cho mọi hiện tượng. Vì đâu có la có gì ta, vì đâu có chòi non, vì đâu có lá vàng, có mà cho nên là từ đó mới nảy ra cái câu này, mới nảy ra cái câu mà lá trúc vàng đâu chỉ bởi mùa thu, lá trúc vàng đâu chỉ bởi mùa thu. Có nghĩa rằng là ở trong cuộc đời này nó mọi sự đó nó có vô số cái nhân duyên. Nhiều khi mùa thu nó là cái nhân duyên cho một cái cho lá vàng, nhưng nhiều lúc lá vàng nó đâu phải là do mùa thu, mà nó do một cái hiện tượng khác. Mình đốt lửa nó nóng gần cái cây nó cũng lạ, nó cũng rụng, nó cũng vàng vậy. Cho nên thế giới này đó, cho nên vũ trụ này là cái chỗ duyên hội cho mọi hiện tượng. Cái cõi này là cõi cõi của cõi duyên hội rất là hay. Rồi, ok. Rồi tiếp theo là đức vị vị của đoạn số 7, vị đã hỏi Bạch Thế Tôn. Trong cái dục và tham ở năm uẩn nó có sai khác hay không? Thì Đức Phật nói có, Đức Phật nói có. Có sự khác nhau trong niềm đam mê năm uẩn. Lúc đó thì ta thích
cảnh vật chất, lúc thì ta thích cảnh trừu tượng. Các vị nghe kịp không ta? Trong chánh kinh thì nói nghe khô khô lắm, mong rằng trong tương lai ta sẽ có sắc như vậy, mong rằng trong tương lai ta sẽ thọ như vậy. Đây là cái cách nói của một vị chánh đẳng chánh giác cho cái người mà họ đã tu 800.000 kiếp, còn nói bằng ngôn ngữ mình bây giờ là như vậy. Vị kia hỏi Bà Thế Tôn nói là đam mê trong năm uẩn thì chứ, tức là đam mê đó, niềm đam mê trong cuộc đời này nó chỉ là nó có sự sai khác như thế nào, nó có sự khác biệt nhau như thế nào, cái various của nó là cái gì. Đức Phật dạy có chứ, nó có sai khác chứ, tùy trình độ, tùy trình độ, tùy phước nghiệp, tùy hoàn cảnh đó mà cái sự ham thích khác nhau. Có bị nghe kịp không? Đó, có lúc có thể ta thích nghe này, có lúc ta thích nhìn này, có lúc ta thích ngửi này. Bây giờ mình thấy trong nhà mình thấy rõ ràng lắm, mình bước vô nhà bếp là mình cái lưỡi mình nó muốn làm việc đấy, bước vô nhà bếp đã, vào bếp là lưỡi làm việc đã, là lưỡi đã. Mà vào cái nhà tắm thì thường là mũi, mỹ phẩm này, nước hoa hả. Vào nhà tắm là thường á, thường đó, thường vào nhà tắm. Ở đây tôi nhấn mạnh chữ thường chứ phải luôn luôn nha, phải vào nhà tắm là phải thơm. Mà vào phòng ngủ á thì phải êm ấm, đó là cảm xúc. Tại vì thấy thấy sơ sơ rồi đó à. Còn mà lên xe hơi thì tôi nói đủ thứ hết, lên xe mà phải theo thêm cái chữ xe, xe xịn nữa ha, lên xe xịn đó ha, thì sắc nè, rồi thân nè, rồi khí nè, rồi xúc nè. Sắc là sao? Tức là mình đảo mắt qua mình thấy là cái gì cũng sạch, cái gì cũng sang, cái gì cũng đẹp, đó là cảnh sắc. Còn thân là sao? Thân là lên xe mà cửa kính mà lên rồi đó, là nó trong xe nó lặng ngắt nó xe xịn. Còn cái xe mà xe tào lao đó, mình lên mình nghe tùm lum cái tạp âm bên ngoài, nhớ nha, cái xe tạp âm cái đó, cái đó là nó kinh bước lên à, đây là nó năm tầng và năm tầng chỗ này nè, xe mình xe xịn nó lên mình kiến nó lên rồi đó, là trong trong xe nó trong vắt. Tôi xài chứ trong vắt nó sai, nhưng mà tôi rất là muốn dùng cái chữ đó. Trong vắt này có nghĩa là không có tạp âm bên ngoài à, nó là mình mê cái thinh của nó đó. Còn cái khí là chúng ta phải có cái mùi dễ thương à, rồi còn xúc có nghĩa là ngồi phải êm, ngày mùa đông là phải ấm, mà mùa hè là phải mát đấy. Cho nên mình thấy chưa, như vậy rõ ràng rằng tùy chỗ, tùy lúc, tùy người, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh, mà lúc người ta thích cái này, lúc người ta thích cái kia. Có người thích sống hồi tưởng, có người thích sống nhiều về tinh thần, có kẻ đó thì nặng về về vật chất. Đó là cái sự khác nhau trong tham dục đó, đó là sự khác nhau trong tham dục. Ok, mà cái này mới quan trọng nè, càng tu tập á thì cái đối tượng ưa thích càng giảm, không ăn tạp nữa, nhờ vậy ít bệnh. Cái câu này rất là sâu, câu này sâu vô cùng, cái này kinh nói chứ phải tôi nói, câu này rất là sâu. Càng tu tập thì đối tượng ưa thích càng giảm, mà nhờ vậy không ăn tạp nữa, mà không ăn tạp ít bệnh. Các vị hiểu cái chữ sâu ở đây không? Ăn tạp đây là gì? Thích tùm lum hết, mà thích càng nhiều thì cái phiền nó càng nhiều, cái hệ lụy càng nhiều. Cái này là nó sâu, chứ không phải hiểu hiểu theo cái nghĩa mà thông thường. Ít ăn tạp ít bệnh, không phải là cholesterol, không phải là đường, không phải là cái này kia, không phải. Mà cái chữ cái ở đây cái nghĩa nó sâu rồi. Ít ăn tạp có nghĩa là càng bớt thích thì mỗi thứ ta thích đều kéo theo vô số cái hệ lụy đó. Bớt thích
thì bớt hệ lụy. Đó là lý do gọi là không ăn tạp thì ít bệnh, là như vậy đó. Nên nhớ chỗ này chứ, chứ đừng đừng cứ ngồi mà tưởng tượng là cho ông đang giảng về y học, không phải. Đây tôi nói về Phật pháp nha. Bớt ăn tạp á, thì bớt bệnh, có nghĩa là thích tùm lum thì khổ tùm lum. Và hôm nay ở tuổi này có cái này tôi dám nói nè, tôi không phải hành giả, càng không phải thiền sư, nhưng mà tôi có một cái niềm an lạc mà rất khó mà có tăng ni nào bằng, cái đừng có nói là cư sĩ. Đó là tôi có khả năng sống một mình, tôi có thể chìm sâu ở trong thế giới của tôi, và tôi rất là sợ, tôi rất là ngại. Mà tôi khi mà tôi phải nhìn thấy cái cảnh mà cứ mà tụ năm tụ ba, không phải là tôi nhắc lại lần nữa, tôi phải là thiền sư cao siêu không phải nha, nhưng mà có cái hạnh phúc ở chỗ là tôi phải sống một mình. Và bắt đầu tôi thấy ngán cái cảnh mà năm ba mạng trong nó nhiều, năm ba mạng mà ngồi lại tám là bắt đầu tôi nản. Mặc dù tôi có thể làm 100 chuyện tào lao, thí dụ như tôi có thể online, nhưng mà nó có một cái tôi cũng mừng, đó là tôi đã sợ đám đông, biết sợ, tức là thấy có thêm là có hệ lụy, chứ đừng có nói là cái chuyện gì ghê gớm, chỉ có thêm người là thấy có hệ lụy nha. Cái đó là một cái niềm hạnh phúc. Và bà Gautami hỏi Đức Thế Tôn với Bạch Thế Tôn: nếu mai này Thế Tôn không còn nữa, ai cũng nhận rằng cái điều tôi nói ra là lời Phật, thì Bạch Thế Tôn, chúng con dựa vào đâu để mà xác tín, dựa vào đâu để mà xác minh xác định, để mà biết rõ đó là lời dạy của Thế Tôn? Thì Đức Phật ngài dạy rằng cái pháp môn nào đó, pháp môn nào mà càng đi theo á mà mình càng được an lạc, càng hành trì mình càng nhàm chán đám đông, càng hành trì mình càng trở thành người dễ nuôi. Có hiểu chữ dễ nuôi không ta? Alo, có biết chữ dễ nuôi không ta? Dễ nuôi ở đây là sao? Người ta nói người giàu nhất không phải là cái người có tất cả, mà người giàu nhất có nghĩa là cái người có khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Cái câu của tôi rất là mê. Tôi nhắc lại, người giàu nhất trên thế giới này không phải là cái người mà có tất cả, mà cái người giàu nhất là cái người có khả năng thích nghi tất cả. Đó, cái này mới là quan trọng. Tôi biết tôi nói là nhiều người trong room không đồng ý, tôi biết cái người không đồng ý. Có người nói có 1 tỷ vẫn ngon, đúng. Nhưng mà tôi hỏi thiệt các vị nha, có 1 tỷ, nhưng mà có một bữa nào đó mà các vị không có gì ăn, các vị đừng có nói với tôi là có 1 tỷ thì các vị suốt đời các vị không bị đói. Mà thí dụ như các vị đi vào trong nhà hàng đi, nhà hàng sang trọng á, một 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 cái bữa ăn như vậy nó là 4.000 đô la, tôi ví dụ như vậy, nhưng mà nó xui cho mình bữa đó mình sao nghe cái mùi nó kỳ cục quá, coi như bữa đó mình đói rồi mình phải kêu tài xế chở mình đi qua chỗ khác. Còn nếu mà bữa đó mấy nhà hàng đóng cửa là mình phải đi về nhà. Nói chung là mình cũng phải đói trong một thời gian, trong khi cái người kia họ có khả năng thích nghi, tức là sao cũng được, sao cũng được, không phải là ăn tạp, nhưng mà đại khái cái gì mà chấp nhận được thì họ ok, họ gật đầu, như vậy họ dễ sống và trong mọi hoàn cảnh họ an lạc, cứ là cả đời họ không bao giờ biết thiếu. Cái người như vậy được gọi là người dễ nuôi nha, cái đó mới quan trọng, cả đời họ không bao giờ biết thiếu. Còn cái thằng trai kia nhảy có 1 tỷ, nhưng mà cứ lúc thì mặc cái áo không vừa ý, lúc thì ăn không vừa ý, lúc uống nước không vừa ý, lúc ngồi chiếc xe không vừa ý, lúc đi đến một cái phong cảnh không vừa ý. Đấy, cho nên nó là cái câu thứ hai đó, là cái câu tiếp theo là Bạch Thế Tôn, trong các dục ấy, nó có sự sai biệt hay không, mà nói có chứ. Có lúc người ta nặng về vật chất, có lúc người ta nặng về tinh thần, có lúc nặng về sắc thân khí vị xúc pháp. Rồi câu số 8 này. Dưới hình thức nào Bạch Thế Tôn có định nghĩa về quẩn của các quẩn? Cái câu này nếu mà không có chú giải thì đọc nghe mệt ha. Dưới hình thức nào, tức là dựa vào đâu, dựa vào đâu nói về các quẩn? Thì ngài giải rằng nhìn vào ba cái thời điểm xuất hiện của năm quẩn mà ngài nói về.
Năm quận có hiểu không ta? Quận là những gì sẽ có nói này ngài nhấn toàn bộ thế giới này chỉ là cái gì đó có rồi mất. Hôm qua từng được xem là hôm nay, nhưng nay đã là dĩ vãng. Hôm nay rồi sẽ bị gọi là hôm qua, ngày mai rồi cũng sẽ bị gọi là hôm trước. Có hiểu không ta? Alo, có hiểu câu này không ta? Cái câu này rất là kỳ nhưng mà hiểu không ta? Hôm qua từng được xem là hôm nay. Hiểu thì nói hiểu cũng hiểu thôi nha. Hôm qua từng được xem là hôm nay, nhưng nay đã là dĩ vãng. Trời ơi, đã thì suy nghĩ sẽ hiểu. Suy nghĩ sẽ hiểu. Động trời chưa? Hôm nay đó, hôm qua đó từng được gọi là hôm nay. Thế giờ mình nói tờ lịch trên trên tường đi. Tức nghĩa là ngày ngày 8. Ngày 8 nó từng được gọi là hôm nay. Nhưng mà tưởng sao hôm nay nó đã xong rồi, hôm nay nó đã bị gọi là ngày hôm qua rồi. Dễ sợ chưa? Rồi ngày hôm nay cũng vậy. Rồi hôm nay sẽ bị gọi là ngày mai. Rồi ngày mai đó cũng sẽ bị gọi là hôm trước. Như vậy khi mà Đức Phật ngày nói đến năm uẩn mà qua cái cạnh ba thời đó mình mới thấy thấm, thì ra ngày đó đang nói đến cái dòng chảy phũ phàng và khốc liệt của danh sách. Và cho nên khoa học cũng phân tích về vũ trụ, về con người. Phật pháp cũng phân tích về vũ trụ và con người. Nhưng mà cách phân tích của Phật pháp là cái cách phân tích dành cho cái người muốn lìa bỏ, muốn ra đi. Muốn lìa bỏ, muốn ra đi. Ok. Cho nên khi mà vị này hỏi Phật Thế Tôn dựa vào đâu mà Thế Tôn nói về các uẩn, Đức Phật nói rằng ta dựa vào ba cái thời điểm xuất hiện của năm uẩn để nói về năm uẩn. Thì ở đây đó, cái câu thứ chín là Bạch Thế Tôn vì đâu dựa vào đâu mà gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thì Đức Phật ngài mới dạy thế này: dựa vào bốn đại mà gọi là sắc quẩn. Rồi dựa vào chi ta? Xúc. Dựa vào sáu xúc mà có thọ quẩn. Rồi cái từ xúc, từ xúc mà có tưởng quẩn, hành quẩn. Từ cái sự cộng hưởng của danh sắc mà có thức quẩn, như có mắt và cảnh sắc mới có nhãn thức. Có hiểu không ta? Alo.
Có việc có hiểu chỗ này không ta? Bài kinh này là phải giảng 300 lần nó mới đã. Chứ còn cái bây giờ nó là 8 giờ, bây giờ thợ tới rồi nha. Ở nhà tôi bữa nay có một cái chuyện rất là thú vị, là có một cái vị hòa thượng từ bên Tây á, à, đi qua, mà hồi tối thì ngày ghé ở đây nên là coi như là bỏ vô trong nồi nấu sôi lên thành cháo đó, chỉ vậy thôi nó. Rồi để mình làm miếng cải mặn ăn cháo, chứ bây giờ hỏi chứ giờ này mình ai mình ngồi mà canh cái nồi cháo. Ngày bây giờ ngày chưa có phải lo sáng cho ngày. Cái bài kinh này nó hay vô cùng, mà bài kinh này nó xuất sắc vô cùng, mà bài kinh này mà giảng sơ sơ nó uổng dữ lắm. Cho nên xin hẹn lại các vị ngày thứ bảy, tôi hứa tôi sẽ đi hết cái chương này. Mà cái này mà một bữa ăn quá nhiều món, mà mình cứ làm dày đũa thì nó vừa uổng cái thức ăn mà nó lại không có thưởng thức được cái gì hết. Cho nên xin hẹn là bà con từng thứ bảy tuần này. Mà tôi nhắc lại lần nữa, bài kinh này mà học lơ sơ sài, trên có lỗi với Phật mà dưới là có lỗi với bản thân. Mà người sống quá nhiều lỗi thì coi như là không có xài được. Xin hẹn bà con thứ bảy.